Những thông tin chính yếu có trong chương trình ngày mới. Vì sao Indonesia muốn rời thủ đô vào trong một khu rừng sâu? Chuyên gia nói quan hệ Nhật Hàn có thể cải thiện từng bước một. Trung Quốc phản đối EU kiểm dịch với du khách từ nước họ. Hành khách có thể tìm thông tin chuyến bay bằng mã QR code tại sân bay Tân Sơn Nhất. Bán lẻ của Trung Quốc được dự đoán sẽ phục hồi trong tháng 1 năm 2023. Chuyên mục kỷ lục Guinness, kỷ lục thế giới về nhà báo lớn tuổi nhất vẫn còn hành nghề. Xin được chào đón toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin ngày mới ngày hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2023. Và tôi là Hải Yến, người vận dẫn của tôi ngày hôm nay là chị Thùy Dương. Xin chào Thùy Dương. Xin chào chị Hải Yến và xin chào tất cả quý vị khán giả. Quý vị khán giả thân mến, như quý vị cũng thấy được rằng càng về thời điểm cuối năm thì tình hình thời tiết cũng có nhiều thay đổi và thất thường hơn. Vì vậy, Thùy Dương và Hải Yến cũng rất mong rằng quý vị khán giả sẽ giữ cho mình một sức khỏe thật tốt để có thể chuẩn bị đón năm mới Quý Mão 2023 một cách thật trọn vẹn quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức chính trong 30 giây đầu ngày. Mở đầu chuyên mục 30 giây đầu ngày hôm nay sẽ là một số những nội dung quốc tế đáng chú ý. Indonesia đang nỗ lực tái bố trí và xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để chuyển thủ đô từ Jakarta về một khu rừng mưa nhiệt đới nằm giữa đảo Borneo. Chính phủ Indonesia dự tính vào cuối năm 2024 thì họ sẽ bắt đầu chuyển các cơ quan hành chính đến thủ đô mới này. Theo một báo cáo mới đây của các chuyên gia thuộc Đại học Công nghệ Bandung, thủ đô Jakarta hiện nay đang chìm xuống với tốc độ nhanh hơn dự kiến. Tại một số khu vực xung quanh thì độ cao đã giảm khoảng 6cm một năm, trở thành đô thị đang bị tụt lún nhanh nhất thế giới. Toàn bộ khu vực Jakarta có thể nằm trong vùng nguy hiểm bị nước biển xâm lấn vào năm 2050. Đó là lý do Indonesia cần có một thủ đô mới. Thủ đô mới có tên là Nusantara, nằm ở tỉnh Đông Kalimantan trên đảo Borneo. Đây là khu vực mưa thuận gió hòa, thiên nhiên ưu đãi, hoàn toàn có thể trở thành một đô thị cho hàng trăm triệu dân trong tương lai. Theo kế hoạch ban đầu thì một khu vực với diện tích 300 km2 đang được xây dựng. Sau đó, tùy vào tình hình, thủ đô mới sẽ được mở rộng thêm. Quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong lịch sử và thời gian qua thì có một số tín hiệu cho thấy hai bên đang muốn gắn kết trở lại. Tạp chí Korea Herald mới đây đã phỏng vấn một nhân vật đặc biệt, đó là ông giáo sư Jushi Hoseka từ Đại học Jaesong, sinh ra và lớn lên ở Nhật nhưng đã được nhập quốc tịch Hàn Quốc. Theo giáo sư Hoseka thì mối quan hệ hai nước hiện nay chồng chéo và đan xen phức tạp. Mấu chốt khó giải quyết nhất là lòng người. Phần lớn dân số Hàn Quốc vẫn ác cảm với Nhật do hậu quả từ chiến tranh để lại. Nhật Bản đã đô hộ bán đảo Triều Tiên trong 35 năm bằng chính sách vô cùng tàn nhẫn. Do đó, bất cứ thứ gì liên quan đến giai đoạn này giữa hai nước cũng rất dễ bùng phát thành làn sóng phản đối. Do vậy, mọi thứ không thể vội vàng được mà phải giải quyết từng bước. Ví dụ vấn đề lao động thời chiến, hai bên phải kiên nhẫn để cùng tìm ra một giải pháp chung. Cộng đồng doanh nghiệp hai nước có thể cùng đóng góp một quỹ chung để đền bù cho các gia đình nạn nhân. Ông tin rằng với thiện chí từ cả hai, quan hệ Nhật-Hàn sẽ sớm trở lại bình thường. Vì nhìn tổng quan, hiện giờ hai nước có rất nhiều vấn đề cần đến nhau, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đối phó với Triều Tiên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh mới đây đã cho biết họ phản đối các nước EU kiểm dịch với du khách Trung Quốc, đồng thời kêu gọi châu Âu có những chính sách công bằng và tính toán hơn dựa trên lợi ích của tất cả. Theo bà Mao, Trung Quốc luôn công khai các thông tin về COVID-19, quyết định mở cửa là dựa trên cơ sở khoa học. Do vậy, Trung Quốc phản đối các quốc gia phân biệt đối xử với người dân của nước mình, cũng như phản đối chính trị hóa các vấn đề dịch bệnh. Trung Quốc mong muốn các quốc gia hãy từ bỏ chính sách xét nghiệm với du khách Trung Quốc càng sớm càng tốt. Được biết, trong cuộc họp mới đây, thì Ủy ban châu Âu đã kêu gọi việc kiểm dịch chặt chẽ hơn với du khách Trung Quốc. Trong EU, hiện tại có Ý, Pháp và Tây Ban Nha quyết định xét nghiệm do lo ngại các biến thể mới có thể phát sinh và tạo ra một làn sóng lây nhiễm mới. Vấn đề đáng lo ngại hơn khi mới đây Bộ Y tế Ấn Độ thông báo họ đã phát hiện 11 biến thể mới từ các du khách quốc tế nhập cảnh trong thời gian gần đây. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng chuyển sang 30 giây trong nước. Trung tâm khai thác ga cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin đang triển khai giải pháp tra cứu thông tin chuyến bay FIDS quốc nội và bản đồ phương tiện giao thông công cộng tại địa chỉ tia.vietnamairport.vn và QR code.
Hiện nay, các thông tin chuyến bay này chỉ được cung cấp tại khu vực sân bay. Điều này gây bất tiện cho hành khách tại các khu vực làm thủ tục ở sảnh A và B do không biết giờ mở quầy làm thủ tục, cũng như làm tắc nghẽn tại khu vực ga đến do hành khách phải tìm thông tin băng truyền hành lý tại các vị trí đặt màn hình hiển thị. Sau khi quét mã QR hoặc truy cập vào trang Tân Sơn Nhất, thông tin các chuyến bay đi và đến từ ga quốc nội tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được hiển thị trên các màn hình hiển thị tại khu vực, các sảnh đi và đến, các quầy làm thủ tục hàng không, khu vực sau khi kiểm tra an ninh, khu vực cách ly, cửa khởi hành, băng truyền nhận hành lý hoặc các phòng chờ tại ga quốc nội. Thông tin cho những ai đang có kế hoạch di chuyển đi Phú Quốc cho những chuyến du lịch hay là công tác vào thời điểm này thì cần kiểm tra kỹ tình hình thời tiết trước khi di chuyển. Và mùa cuối năm cũng là thời điểm mà vùng biển có nhiều diễn biến thời tiết khá phức tạp. Sáng hôm 6 tháng 1 ở bến tàu thành phố Rạch Giá, Kiên Giang, nhiều khách đã đến mua vé để đi Hòn Sơn, huyện Kiên Hải, thành phố Phú Quốc. Tuy nhiên do ảnh hưởng thời tiết xấu, phà và tàu cao tốc tạm thời ngưng chạy, nhiều du khách đã phải xách vali đi về. Một số du khách chuyển hướng về lại thành phố Cần Thơ hay là Đồng Tháp để đi du lịch cùng bạn bè. Đại diện Cảng vụ Hàng hải thành phố Phú Quốc cho biết các đơn vị cũng đang liên tục cập nhật tình hình thời tiết. Khi nào thời tiết tốt thì đơn vị sẽ thông báo cho các hãng tàu có thể chạy lại và đưa đón khách. Vào những tháng cuối năm 2022 thì do Covid-19 bùng phát dữ dội cộng với việc kinh tế khó khăn nên lượng người đến các cửa hàng mua sắm ở Trung Quốc đã duy trì ở mức thấp. Thưa quý vị, tuy nhiên theo một cuộc khảo sát gần đây, các cửa hàng bán lẻ ở đất nước tỷ dân có thể sẽ bắt đầu phục hồi từ cuối tháng 1 này. Theo cuộc khảo sát mới nhất của Văn phòng Thương mại và Đầu tư trực thuộc Quốc vụ Viện, bán lẻ của Trung Quốc có thể tăng trưởng nhẹ 1,6% trong tháng 1 năm 2023, sau đó sẽ tiếp tục duy trì đà này và ngày càng khởi sắc hơn trong các tháng sau đó. Cuộc khảo sát được thực hiện với 3.000 doanh nghiệp và 20.000 cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc. Theo các chủ cửa tiệm, cuối tháng này là Tết Nguyên Đán, lượng mua sắm của người dân sẽ tăng cao. Bên cạnh đó, cuối tháng 1 và đầu tháng 2, tình hình Covid-19 sẽ đạt đỉnh, sau đó giảm dần. Lúc này, kinh tế Trung Quốc và lượng người mua sắm sẽ từng bước phục hồi trở lại bình thường cho đến cuối năm 2023. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Kidas Thế Giới. Thưa quý vị, vào ngày 6 tháng 1 năm 2023, ông Walter Bingham, một nhà báo người Israel, một cựu binh Thế chiến thứ hai, một người từng sống sót qua trại tập trung của Đức Quốc xã, một phi công và một diễn viên trong bộ phim Harry Potter đã tổ chức sinh nhật lần thứ 99. Thưa quý vị và các bạn, ông cũng được sách kỷ lục Guinness trao tặng danh hiệu là nhà báo lớn tuổi nhất vẫn còn hành nghề. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi những thước phim về một huyền thoại sống ngay sau đây. Những thông tin chính yếu tiếp theo, chuyên mục online toàn cảnh, mạo danh cầu like. Tiêu điểm trong nước, những công trình lỗi hẹn mùa xuân. Chuyển cơ quan điều tra 40 vụ liên quan mua sắm thiết bị chống dịch Covid-19. Theo dự báo, thành phố Hồ Chí Minh khó tránh khỏi biến thể XBB.1.5. Chuyên mục sách là bạn, trẻ nhỏ được cảm thụ phong tục Tết qua hình thức sách chiếu bóng độc đáo. Và cuối cùng là khoảnh khắc ngày mới. Phố bán đồ trang trí Tết lớn nhất Sài Gòn rực rỡ sắc đỏ ngày cuối năm. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung đáng chú ý trong nước. Thời điểm cuối năm, điều mà người dân tại thành phố Hồ Chí Minh chờ đợi không chỉ là một cái Tết với nhiều ý nghĩa, mà với những ai đã gắn bó với thành phố này thì đều mong là bộ mặt của đô thị ngày càng được khang trang và tiện lợi hơn. Bên cạnh những công trình đã được bàn giao và trả lại mặt bằng thì vẫn còn đó những ngổn ngang, những tuyến đường và nhiều công trình vẫn dậm chân tại chỗ rất ì ạch. Đặc biệt là với những ai di chuyển vào những ngày cuối năm sẽ rất phiền toái khi những công trình chây ì gây ùn tắc kéo dài. Có thể thấy nhiều dự án xây mới, mở rộng, nâng cấp cầu đường tại thành phố Hồ Chí Minh bị ngưng trệ lâu nay đang được từng bước tháo gỡ khi thành phố đồng loạt triển khai các giải pháp. Điều này đang được kỳ vọng thúc đẩy đời sống dân sinh, phát triển kinh tế xã hội. Dù là ngày nghỉ lễ, nhưng mật độ phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh, thành phố Thủ Đức dày đặc. Các loại xe container, xe tải, ô tô nối đuôi nhau hai chiều ra vào cảng Phú Hữu chiếm hết mặt đường. Xe máy phải len lỏi giữa dòng các loại xe, rất nguy hiểm. Đặc biệt,
đoạn từ giao lộ đường 990 đến đường Võ Chí Công, người tham gia giao thông thấp thỏm lo sợ né tránh từng đoàn xe tải. Xe container qua lại rầm rập, tài xế bóc còi inh ỏi, khu vực này là điểm đen tai nạn giao thông khiến nhiều người tử vong. Tuyến đường nguy hiểm là vậy, nhưng việc sửa chữa, nâng cấp mở rộng lại hết sức ỉ ạch. Dự án được phê duyệt năm 2019 với tổng vốn đầu tư hơn 832 tỷ đồng, sau đó đội vốn lên 1.630 tỷ đồng do tăng chi phí giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa chốt thời gian triển khai. Hàng loạt dự án khác như nâng cấp đường Nguyễn Thị Định, nút giao vòng xoay Mỹ Thủy giai đoạn 2, cầu Nam Lý, cầu Tăng Long và cầu Long Đại, thành phố Thủ Đức. Dự án đường Thoại Ngọc Hầu đến nút giao Vành Đai trong đường số 29, dự án nối từ đường Kinh Dương Vương, khu vực đường Đỗ Năng Tế đến đường Nguyễn Văn Linh, quận Tân Phú, quận Bình Tân, dự án cầu đường Bình Tiên, quận 6, dự án cầu đường Nguyễn Khoái, quận 4, tuyến metro số 2, bến Thành, Tham Lương cũng bị chậm tiến độ suốt nhiều năm qua. Để giải quyết điểm đen tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Duy Trinh, thành phố Thủ Đức, ông Trần Quang Lâm, giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước mắt sở đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép sử dụng dạ cầu đường cao tốc làm đường cho xe hai bánh để chia sẻ lưu lượng giao thông với đường Nguyễn Duy Trinh. Về lâu dài, thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị đầu tư mở rộng dự án đường Nguyễn Duy Trinh nối với đường 990 ra đường Vành Đai 2. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu vốn để đầu tư cho hạ tầng giao thông thành phố Hồ Chí Minh trong 10 năm tới là 904.293 tỷ đồng, gồm hơn 438.000 tỷ đồng từ vốn ngân sách, còn lại là các nguồn vốn khác, trung ương, xã hội hóa, ODA. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia đô thị, dự án hạ tầng tại thành phố Hồ Chí Minh tuy nhiều nhưng thực tế triển khai quá chậm. Nhiều chuyên gia cho rằng là đô thị lớn nhất nước nhưng tất cả các cửa ngõ đang tắc nghẽn. Thành phố Hồ Chí Minh cần giải quyết dứt điểm các dự án giao thông trục chính, vành đai vì càng để chậm thì chi phí đầu tư càng tăng. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng cần có biện pháp mạnh hơn bởi nhiều dự án chỉ vướng vài trường hợp nhưng dẫn đến đình trệ các công trình lớn. Mặt khác, nhằm tránh tình trạng đầu tư dần trải, thiếu tập trung, thành phố cần chấm điểm để ưu tiên lựa chọn dự án đầu tư cấp bách. Chuyển sang cụm tin vắn trong nước, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển tổng cộng 40 vụ việc về mua sắm phòng và chống dịch COVID-19 cho cơ quan điều tra để xem xét và xử lý theo thẩm quyền. Thưa quý vị, Thanh tra Chính phủ đã thành lập 3 đoàn thanh tra tại Bộ Y tế, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả thanh tra cho thấy công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế được các đơn vị thực hiện theo quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, quá trình mua sắm có nhiều thiếu sót, khuyết điểm và vi phạm việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu và thực hiện hợp đồng mua sắm. Việc này diễn ra ở nhiều địa phương với 54 trên 61 tỉnh thành và có đến gần 5.000 gói thầu đã vi phạm trên tổng số gần 15.000 gói thầu. Cơ quan thanh tra cũng kiến nghị các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện cơ chế, chính sách, đồng thời tổ chức kiểm điểm, xử lý, thu hồi các khoản tiền do vi phạm đã được chỉ ra trong các kết luận thanh tra. Ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh dự báo trong thời gian tới do sự gia tăng giao lưu và đi lại của người dân trong dịp Tết nên việc xuất hiện biến thể phụ COVID-19 XBB.1.5 tại Việt Nam là khó tránh khỏi. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường giám sát ở các cửa khẩu với các vùng quốc gia, lãnh thổ đang có dịch COVID-19, tăng cường truyền thông ở các cửa khẩu để hành khách tuân thủ quy định phòng chống dịch của Việt Nam. Ngành Y tế kêu gọi người dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng bảo vệ và duy trì miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 bằng cách cho người thân trong gia đình và trẻ em từ 5 tuổi trở lên tiêm vaccine ngừa COVID-19 nếu chưa tiêm, đồng thời tiêm bổ sung nhắc lại vaccine theo quy định. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, chưa có bất kỳ dữ liệu nào về mức độ nghiêm trọng của biến thể XBB.1.5. Hiện cũng không có dấu hiệu nào cho thấy nó khiến người bị mắc bệnh nặng hơn trước. Một thông tin về thay đổi giới hạn một số tuyến đường khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, mọi người nên chú ý để chủ động trong việc di chuyển cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường ở trung tâm quận 1 nhằm phục vụ tổ chức các hoạt động thi công đường hoa, đường sách Tết Quý Mão 2023. Theo Ban Tổ chức đường hoa, đường sách Tết Quý Mão 2023, để phục vụ thi công đường hoa từ 7 giờ ngày 3 tháng 1 tức ngày 12 tháng Chạp đến ngày 19 tháng 1 tức 28 tháng Chạp, sẽ cấm tất cả các loại xe lưu thông trên phần đường quay đầu xe của đường Nguyễn Huệ tại vị trí gần đường Tôn Đức Thắng. Để phục vụ thi công đường sách từ 7 giờ ngày 12 tháng 1 tức 21 tháng Chạp đến ngày 19 tháng 1 tức 28 tháng Chạp, cấm tất cả các loại xe lưu thông trên đường Lê Lợi, phần đường giữa hai giải phân cách, đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến công trường Quách Thị Trang.
giai đoạn phục vụ người dân tham quan đường hoa và đường sách từ 16 giờ ngày 19 tháng 1, tức 28 tháng Chạp, đến 6 giờ ngày 26 tháng 1, tức mùng 6 Tết, cấm tất cả các loại xe lưu thông trên các tuyến đường, đường Nguyễn Huệ, đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Tôn Đức Thắng, đường Lê Lợi, đoạn từ đường Baxter đến đường Nguyễn Huệ, toàn bộ phần đường chính và đường hỗn hợp, đoạn từ đường Baxter đến công trường Quách Thị Trang, phần đường chính giữa hai giải phân cách. Sau Tết Dương lịch thì nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ đặt cỗ cúng ông Công ông Táo tại Hà Nội bắt đầu mở đơn sớm với mức giá dao động từ vài trăm nghìn cho đến tiền triệu. Thưa quý vị, bên cạnh đó, trên nền tảng mạng xã hội Facebook, dịch vụ này cũng nhanh chóng hút khách do tính tiện lợi và nhanh chóng. Từ cuối tháng 12 năm 2022, nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ đặt cỗ tại Hà Nội đã chủ động nguồn hàng, nhận đơn sớm. Khảo sát nhanh cho thấy giá mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo năm nay tăng khoảng 8-10% so với năm 2022. Tuy nhiên, đáp ứng thị hiếu của khách hàng, các đơn vị cung cấp dịch vụ đặt cỗ cũng đưa ra nhiều mức giá khác nhau. Thưa quý vị, sự việc bé Hạo Nam rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp đã khiến nhiều người bàng hoàng xót xa. Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra khi cơ quan chức năng cho biết bé đã tử vong sau 4 ngày mắc kẹt. Ngay khi thông tin này được công bố, hàng ngàn lời tạm biệt đã được chia sẻ trên không gian mạng, như một lời tiễn đưa cuối cùng đến cậu bé kém may mắn. Và đó sẽ là một nghĩa cử ấm áp của cộng đồng mạng nếu nhiều người không nhầm lẫn giữa hình ảnh của một cậu bé khác với Hạo Nam. Hành động trên thì không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cậu bé này mà còn khiến nhiều người bức xúc trước việc chia sẻ những thông tin sai sự thật nhằm mục đích câu like, câu view một cách bất chấp. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với Online Toàn Cảnh. Cụ thể, sự việc bắt nguồn từ một số tài khoản đăng tải bài viết chia buồn về bé Hạo Nam, kèm theo ảnh đại diện là một cậu bé đang cười, khiến người xem nhầm tưởng cậu bé kia chính là Hạo Nam. Theo tìm hiểu, cậu bé trong bức ảnh ghép ở những bài viết kia là Hoài Nhi, 13 tuổi, quê Trà Vinh, hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong một đoạn chia sẻ với YouTuber, Hoài Nhi mong mọi người đừng đăng ảnh của bé lên nữa để không ảnh hưởng đến gia đình và nhiều người xung quanh. Theo như mình nghĩ là mọi người cũng có ý để chia buồn với lại gia đình của cậu bé mà gặp cái tai nạn không may đó. Nhưng mà mọi người lại không có tìm hiểu kỹ cái thông tin và mọi người lại kiểu như là hùa theo những người khác trên mạng. Cái việc mà mọi người chia buồn nhưng mà lại lấy những cái thông tin sai lệch đó thì đã vô tình làm ảnh hưởng đến một cái cậu bé khác, đến một cái gia đình khác, thì mình nghĩ việc đó là không nên. Sự việc lần này của Hoài Nhi không phải là lần đầu. Tuy nhiên, điều đó vẫn xảy ra bởi sự vô trách nhiệm của rất nhiều người. Nhà văn Nam Cao đã từng viết, sự cầu thả trong bất cứ nghề gì cũng là bất lương. Ấy vậy mà sự cầu thả trên không gian mạng thì dù có luật nhưng dường như vẫn còn khá khó khăn trong việc xử lý. Điều 8, điều 16, 17, 18 của luật an ninh mạng thì quy định các hành vi bị cấm trên không gian mạng, thì trong đó có hành vi chia sẻ, cung cấp, đưa thông tin sai sự thật, bịa đặt, vu khống nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm, uy tín của người khác hoặc làm lộ bí mật được nhà nước, bí mật đời tư cá nhân. Pháp luật Việt Nam thì ghi nhận cái quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, tự do ngôn luận không có nghĩa là muốn nói gì thì nói, muốn đưa thông tin gì thì đưa thông tin. Về cái việc thực hiện quyền tự do ngôn luận của người này sẽ bị giới hạn bởi quyền được bảo vệ về danh dự nhân phẩm, uy tín của người khác, quyền được bảo vệ bí mật đời tư của người khác, quyền được bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh và quyền được bảo vệ về danh dự nhân phẩm của người khác. Có thể thấy, mạng xã hội vốn là một cổng thông tin giả tưởng lẫn lộn, cộng thêm sự mù quáng của đám đông, không chịu đọc kỹ và phân tích đã vội vàng phát tán, khiến nhiều người bị rắt mũi, rồi vô tình tiếp tay cho những trò câu like, câu view bất nhẫn mà không hề hay biết. Thì đây là tâm lý, có nói đến là cảm xúc, cảm tính. Cảm xúc, cảm tính gây ra nguy hiểm trên đám đông, trên mạng. Đó là những hành xấu, nhưng mà tự nhiên làm cho người ta cảm thấy thích. Và thích như vậy thì cái người khác like lên lại thích. Tại vì mình thích thì mình lại muốn chuyển với người khác. Cứ thế là like mãi và trở thành một cái đám đông vô cùng bất thường. Giới trẻ ngày nay khi lên mạng như vậy thì phải học cho mình một cái trình độ nhất định. Và đặc biệt nữa phải giữ lên nhân cách của mình trước một cái xã hội mà mạng nó lung tung như thế này. Mạng xã hội đang từng ngày, từng giờ tác động đến cuộc sống của mỗi người chúng ta, đòi hỏi mọi người tham gia cần phải cẩn trọng tiếp nhận thông tin thực. Do đó, mỗi người khi lên mạng
cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ứng xử đúng mực, có văn hóa và suy nghĩ kỹ trước khi bấm like, share và bình luận ở bất kỳ vấn đề nào. Và để tiếp tục chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sách là bạn. Thưa quý vị, Tết Nguyên đán luôn mang tới nhiều niềm tin và hy vọng cũng như là sự háo hức và vui tươi của trẻ nhỏ. Và để giúp cho những em nhỏ hiểu hơn về ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền cũng như những giá trị của ngày đoàn viên, sum họp, thì việc lựa chọn cho các em một cuốn sách để truyền tải đến các bạn nhỏ là rất hữu ích. Thưa quý vị, trong kho tàng sách Tết thì quyển sách Chiếu bóng thần kỳ, sự tích cây nêu là một quyển sách độc đáo, vừa gợi mở sự tìm tòi ở trẻ nhỏ mà còn khơi lại một phần ký ức tuổi thơ cho các bậc phụ huynh. Lấy cảm hứng từ truyện cổ tích cùng tên Sự tích cây nêu ngày Tết, nhóm biên soạn cuốn sách đã tóm gọn chuyện này bằng thể thơ lục bát, vừa đầy đủ nội dung, vừa giúp các em nhỏ có thể dễ nhớ và học theo. Nội dung sách thì xoay quanh những vần thơ dí dỏm sẽ giúp các em giải đáp các câu hỏi như cây nêu là gì, những dân tộc nào của nước ta có tục trồng cây nêu trước sân khi Tết Nguyên đán đến, hay là nguồn gốc phong tục trồng cây nêu vào dịp Tết bắt đầu từ đâu. Không chỉ truyền tải văn hóa ngày Tết của dân tộc, mà nội dung sách còn được biên soạn với hình thức song ngữ, giúp bé có thể trau dồi thêm khả năng tiếng Anh, làm giàu vốn từ vựng. Không những vậy, với kết cấu từng trang sách đặc biệt, ba mẹ chỉ cần dùng đèn pin hoặc đèn điện thoại chiếu qua, các hình ảnh với màu sắc sống động trong sách sẽ được phóng đại trên màn chiếu, có thể là tường nhà, trần nhà, cánh cửa, v.v. tạo nên những bức tranh sinh động. Với ấn phẩm đặc biệt này, đội ngũ biên tập hy vọng đọc sách sẽ trở nên hấp dẫn hơn với các bạn nhỏ. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một số những thông tin liên quan đến thời tiết trong chuyên mục Thời tiết 24 giờ với Vân Anh. Xin mời Vân Anh. Chào mừng quý vị đang theo dõi Thời tiết 24 giờ. Tại thủ đô Hà Nội, sáng sớm nay có mây, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ C. Đến trưa và chiều, trời giảm mây có nắng, thời tiết ấm áp với nền nhiệt tăng lên cao nhất ở mức 23 độ C. Tại phía Tây và Đông Bắc Bộ, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, nhiệt độ dao động từ 13 đến 24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Khu vực Trung Bộ vẫn có mưa trong ngày hôm nay, dự báo trời nhiều mây, có mưa rải rác, một số nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3, ở khu vực ven biển phía Nam, gió cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, trời lạnh. Nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dao động từ 15 đến 23 độ C, trong khi khu vực từ Đà Nẵng đổ về phía Nam có nhiệt độ nhỉnh hơn từ 20 đến 25 độ C, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận là từ 26 đến 29 độ C. Giống như Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 29 độ C. Quý vị lưu ý khi điều khiển phương tiện trong lúc trời mưa, khi trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Và sau đây là bảng nền nhiệt độ tại các vùng trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, vào thời điểm này thì trên tuyến phố Hải Thượng Lãn Ông thuộc quận 5 ở thành phố Hồ Chí Minh thì đã được nhuộm đỏ bởi các mặt hàng trang trí Tết. Người mua và kẻ bán rộn ràng từ sáng cho đến tận chiều tối khiến cho không khí Tết đã trở nên càng gần hơn với mọi người. Và để cảm nhận rõ hơn về vẻ rộn ràng tấp đập ấy thì hãy cùng đến với khoảnh khắc ngày mới của chúng tôi ngay sau đây. Tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông quận 5 được mệnh danh là chợ đồ trang trí Tết lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây hiện đang tập trung rất nhiều cửa hàng kinh doanh sỉ lẻ đồ trang trí Tết. Cả khu vực ngập tràn đủ sắc màu với các sản phẩm trang trí phục vụ Tết. Năm nay do Tết Dương lịch gần với Tết Nguyên đán nên các cửa hàng bày bán đồ trang trí Tết từ rất sớm. Sức mua năm nay được các tiểu thương cho rằng cao hơn so với mọi năm, khiến ai nấy đều phấn khởi. Qua những vật trang trí như lồng đèn, pháo điện, cầu đối thì năm nay nhiều cửa hàng còn có những mặt hàng trang trí được làm thủ công như những chiếc mẹt tre được gắn câu chúc Tết. Qua những mẫu có sẵn,
các cửa hàng tại phố Hải Thượng Lãn Ông còn nhận gia công theo đơn yêu cầu của các khách hàng. Điều này đã khiến cho thị trường vật dụng trang trí Tết năm nay thêm đa dạng, phong phú. Bên cạnh đó, tuyến phố trở nên tấp nập hơn vì có rất đông bạn trẻ tìm đến. Ngoài mua sắm thì còn tham quan chụp hình, tận hưởng không khí Tết đến xuân về. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày mới của chúng tôi ngày hôm nay. Thùy Dương và Hải Yến rất cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị khán giả. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.